Chùa Linh Quang, vùng biển đảo Cát Bà, huyện Cát Hải hôm nay rộn ràng, vui tươi hơn khi có sự góp mặt của Chư Tăng Ni, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng. Không quản ngại đường biển xa xôi, Chư Tăng Ni đã trao tận tay các em nhỏ món quà yêu thương. Ngoài ra, đoàn còn tặng đến các gia đình khó khăn. Món quà tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ giúp bà con nơi biển đảo được ấm lòng. Khi được nhận quà, đây là động lực để con học tốt hơn. Con cảm ơn nhà chùa và sư thầy. Ở nơi biển đảo xa xôi, nhưng cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì chùa Linh Quang lại có những cái hoạt động Phật sự cộng đồng như là trao tặng quà cho các em học sinh giỏi, các em học sinh nghèo vượt khó và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhằm mục đích là để khích lệ động viên mọi người cùng cố gắng trên cái tinh thần tương thân tương ái. Và đây cũng là cái duyên lành để cho hàng Phật tử được thực hành cái hạnh bố thí cúng dường theo lời Phật dạy. Những món quà Tết mà Phật giáo thành phố Hải Phòng dành tặng lần này là niềm động viên, khích lệ các cháu học sinh vượt khó, cũng như các gia đình kém may mắn đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn hơn. Và sắp tới, những chuyến xe thiện nguyện tiếp tục được lăn bánh để đem xuân đến với người người, nhà nhà.